Việt Nam là một đất nước nằm trong khu vực nhiệt đới và có một hệ sinh thái rừng phong phú. Vì vậy, động vật rừng ở Việt Nam rất đa dạng, từ loài động vật nhỏ như động vật gặm nhấm, côn trùng đến loài động vật lớn như voi, hổ, gấu. Các loài động vật rừng ở Việt Nam rất quan trọng đối với việc duy trì cân bằng sinh thái và sự phát triển của rừng. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số loài động vật rừng ở Việt Nam đã được liệt vào sách đỏ, đó là loài bò tót. Chiều dài trung bình của sừng thường từ 80-85 cm ở bò đực, sừng bò cái ngắn, nhỏ hơn và uốn cong hơn trên trán giữa hai góc sừng là một chỏm lông thường có màu vàng mũi sừng có màu xanh xám truyền dần sang xám đen rồi đen bóng ở những chú bò già góc sừng có màu xám đen và có những lằn rãnh nằm ngang gọi là răng phần giữa góc sừng và mũi sừng có màu vàng nhạt đuôi chỉ dài ngang đến khuỷu chân sau ở cả bốn chân từ khuỷu chân trở xuống có màu trắng trông giống như đi tất trắng con đực còn có một lúng cơ bắp chạy dọc sống lưng đến quá bả vai và một cái yếm lớn trước ngực tạo ra một dáng vẻ rất kỳ vĩ về mặt di truyền Trước đây người ta cho rằng chúng có quan hệ họ hàng gần với trâu, nhưng các phân tích gen gần đây cho thấy chúng gần với bò hơn, với bò chúng có thể sinh ra con lai có khả năng sinh sản. Người ta cho rằng họ hàng gần nhất của chúng là bò ban tên và cho rằng chúng có thể sinh ra con lai có khả năng sinh sản, tập tính, trong tự nhiên, bò tót sống thành từng đàn từ 8, 10 cá thể. Những con bò được già thường sống đơn độc hoặc hợp với nhau thành từng nhóm nhỏ. Bò tót thích ăn lá non, mầm tre non, cỏ non mới mọc ở nương rẫy cháy. Có thai khoảng 270 ngày, để mỗi năm một lứa, mỗi lứa một con so với bò rừng bò tót dữ hơn nguy hiểm cho người hơn khi bị bắn bò rừng phân tán chạy trốn nhưng bò tót sẵn sàng tấn công kẻ thù bò tót khá hung dữ chúng hay hút tung những chướng ngại vật và có thể hút chết người thiên địch với vóc dáng khổng lồ và sức mạnh của mình bò tót hầu như không có kẻ thù trong tự nhiên ngoại trừ hổ hổ là loài thú săn mồi duy nhất có thể đánh hạ một con bò tót trưởng thành tuy nhiên chỉ những con hổ trưởng thành có kích thước lớn và giàu kinh nghiệm mới dám đối đầu với chúng có ghi nhận về cảnh một con hổ Bengal săn bò tót ấn độ con hổ này rình và lao vào con bò tót hổ tung ra nhát cắn đúng cổ họng khiến con bò tót to lớn không dặn có được lâu cuối cùng nó đành bất lực ngã gục các phân loại bos gorut hay bos gorut đi bò tót đông dương có mặt ở myanmar và trung quốc việt nam lào và campuchia đây là phân loại bò tót có tầm vóc to lớn nhất nhưng đáng tiếc cũng là giống bò tót bị tàn sát nhiều nhất một con đực to có thể cao tới 2,2 m và nặng trên 2 tấn. Hiện nay, tại Việt Nam chỉ còn khoảng 300 con bò tót, phân bố chủ yếu tại vườn quốc gia Mường Nhá, Điện Biên, vùng rừng núi Tây Nguyên, vườn quốc gia Chư Mâm Rây, Con Tum và vườn quốc gia Cát Tiên, Lâm Đồng, sân bay Phú Bại, Huế, Bảy. Tuy nhiên, những đàn bò tót này đang đứng trước hiểm họa diệt chủng cao do rừng bị chặt phá và nạn săn trọng thú quý. Bos gô rút Ấn Độ, Nepal, còn gọi là bò rừng bi dông Ấn Độ, là phân loại phổ biến nhất. Phân bố tại Ấn Độ và Nepal, Bhutan. Rất to lớn, con đực có thể nặng tới 1,7 tấn, tuy nhiên vẫn nhỏ hơn bò tót Đông Dương. Sừng chúng công hơn sừng bò tót Đông Dương, Bos Hubaki, Thái Lan, Malaysia. Đây là phân loại bò tót nhỏ nhất. Bò đực không có yếm trước ngực, Bos Gorut Frontalis, bò tót thuần hóa hay bò tót nhà, có thể là con lai bò tót và bò nhà, có khả năng sinh sản. Bò tót, Bos tiếng Anh, Go, là một loài động vật có vú guốc chẳng, họ trâu bò chúng có lông màu sẫm và kích thước rất lớn, sinh sống chủ yếu ở vùng đồi của Ấn Độ, Đông Á và Đông Nam Á, chúng còn được gọi là bò rừng Mã Lai hay bò rừng bi Ấn Độ, tuy trên thực tế, chúng không hề có quan hệ gần gũi với loại bò rừng bi ở châu Âu và Bắc Mỹ. Chúng đã được liệt kê là loài dễ bị tổn thương trong sách đỏ IUCN kể từ năm 1986. Số lượng toàn cầu được ước tính tối đa là 21.000 cá thể trưởng thành vào năm 2016 chúng đã giảm hơn 70% trong ba thế hệ gần đây và có lẽ đã tuyệt chủng ở Sri Lanka và cũng có thể ở Bangladesh. Trong các khu vực được bảo vệ tốt, số lượng chúng ổn định và ngày càng tăng. Tại Việt Nam, bò tót được người dân tộc thiểu số gọi là con minh, nghĩa là trâu rừng, do chúng có hình dáng tương tự loài trâu. Chúng là loài lớn nhất trong tất cả các loài họ trâu bò trên thế giới, to lớn hơn cả trâu rừng châu Á và bò bi sần châu Mỹ. Đặc điểm sinh học, bò tót nhìn giống như trâu ở phía trước và giống như bò ở phía sau. Bò tót là loài thú có tầm vóc khổng lồ. Tại Ấn Độ và Mã Lai, bò tót được xem là biểu tượng của sức mạnh và sự cường tráng. Một con bò được trưởng thành cao trung bình một tám m, dài trung bình khoảng 3 m, khối lượng trung bình của bò tót Ấn Độ vào khoảng 1,3 tấn, bò tót Mã Lai khoảng 1 tấn, và bò tót Đông Dương nặng 1,5 tấn. Những con to có thể cao tới 2,1, 2, 2 m, dài 3,6, ba m và nặng hơn 1,7 tấn. Với vóc dáng này, bò tót là loại thú lớn thứ ba về chiều cao, chỉ xếp sau hưu cao cổ và voi, chúng cao hơn cả năm loại tê giác về khối lượng bò tót đứng thứ năm trên cạn sau voi tê giác trắng và tê giác ấn độ và hà mã con cái thấp hơn con đực khoảng 20 cm và nặng khoảng 60 mươi đến bảy phần trăm khối lượng con đực bò đực có màu đen bóng lông ngắn và gần như trụi hết khi về già bò cái có màu nâu sẫm những cá thể sống ở địa hình khô và thưa còn có màu hung đỏ bò đực và cái đều có sừng sừng to chắc và uốn cong về phía trước ở việt nam chỉ từ thập niên 70 đến nay, số lượng bò tót đã sụt giảm nghiêm trọng bởi bị săn bắt trái phép nhằm phục vụ nhu cầu lấy thịt, làm đồ trang trí, mỹ nghệ và cả dùng làm thuốc dù cả Tây y và Đông y đều đã chứng minh mật bò tót không hề có những tác dụng siêu việt như đồng thổi vô căn cứ.